Cặp đôi vì beef bị nghi phim giả tình thật lộ ảnh hậu trường tình tứ hết nấc. Hậu đóng chung phim, cặp đôi này để lộ nhiều hình hẹn hò chất lượng. Ngày 6 tháng 9, trên trang cá nhân, Thúy Ngân xả kho loạt ảnh hậu trường cùng Võ Cảnh. Qua bộ hình mới, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ cả hai trong bộ phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Tuy nhiên, loạt ảnh hậu trường lại khiến netizen dấy lên nghi vấn Thúy Ngân và Võ Cảnh phim giả tình thật. Trong những hình ảnh vừa được đăng tải, Thúy Ngân và Võ Cảnh không ngại trao nhau những cử chỉ tình tứ. Từ ôm nhau, nắm tay đến khoảnh khắc si mê đối phương, cư dân mạng không khỏi nghi ngờ mối quan hệ của cặp đôi trên mức bạn bè. Kể từ lần để lộ hình ảnh ngọt ngào trong chuyến du lịch chung, Thúy Ngân và Võ Cảnh không những không kiêng dè mà thoải mái công khai hơn. Võ Cảnh và Thúy Ngân cùng góp mặt trong dự án 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Đây cũng là cơ duyên giúp mối quan hệ giữa cả hai trở nên thân thiết. Không chỉ trên phim, cặp đôi còn gần gũi hơn ở ngoài đời, thậm chí còn đánh lẻ du lịch cùng nhau. Vì độ đẹp đôi, Thúy Ngân và Võ Cảnh được khán giả đẩy thuyền tích cực. Không những vậy, hội ông mai bà mối online dần dần khi trên mạng xã hội xuất hiện khoảnh khắc Thúy Ngân và Võ Cảnh cùng nhau đi du lịch ở Hội An. Trong ảnh bị tóm dính, Võ Cảnh ngồi đối diện Thúy Ngân, anh còn có hành động gây chú ý là làm phó nháy cho đàn gái. Gây sốt hơn cả là màn ôm chầm lấy Thúy Ngân của đàn trai. Chính vì những dấu hiệu đặc biệt này, cư dân mạng thi nhau đẩy thuyền và mong chờ đây sẽ là cặp đôi phim giả tình thật mới. Cách đây gần 15 năm, Thúy Ngân bắt đầu đặt chân vào con đường showbiz khi giành giải Hoa Khôi thành phố Mỹ Tho 2009. Sau thành công này, mỹ nhân sinh năm 1991 tiếp tục chiến thắng tại cuộc thi nữ hoàng trang sức Việt Nam. Cô dừng chân ở vị trí Á Khôi 1. Sau đó, Thúy Ngân không tiếp tục theo đuổi con đường thi sắc đẹp mà chuyển hướng sang diễn xuất. Vai diễn đánh dấu bước chuyển mình đầy thành công của Thúy Ngân là Hân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Tiếp đó, cô tham gia Cây Táo Nở Hoa, Hải Đường Trong Gió và đều để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả màn ảnh. Những năm gần đây, Thúy Ngân còn lấn sân sang lĩnh vực game show với các chương trình hàng đầu như Running Man, 7 Nụ Cười Xuân, Hành Trình Rực Rỡ và trở thành một trong những nhân tố có màu sắc riêng của các chương trình. Võ Cảnh sinh năm 1990 là người mẫu, diễn viên và lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Trước khi đóng phim, Võ Cảnh từng bén duyên với nghề người mẫu cùng chiều cao 1,86m. Anh đạt một số giải thưởng như Giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2013, Siêu mẫu Triển vọng, Gương mặt đẹp tại Asia New Star Model 2014, Ngôi sao người mẫu châu Á do Hiệp hội Người mẫu Hàn Quốc bình chọn 2015. Bộ phim giúp Võ Cảnh đến gần với khán giả là Sứ mệnh trái tim, đóng cặp cùng Angela Phương Trinh. Nhờ tạo hình nhân vật và phản ứng hóa học với nữ chính, Võ Cảnh được khen ngợi và trở thành tình trong mộng của fan girl. Tiếp đến, Võ Cảnh tham gia nhiều sự kiện quốc tế, tham gia các bộ phim từ web drama, truyền hình đến điện ảnh như Cát Đỏ, Bộ Tứ Oan Gia.